Vâng, em xin chào quý vị. Nay bên em lại tiếp tục về được một bộ dàn của Panasonic nhé. Panasonic. Bộ này có mã là Panasonic BM37MD nhé. Đấy. BM37MD đây là bộ loa của nó. Đôi loa này về là nó không có căng đâu quý vị nhé. Về nó bị không có căng. Hàng về thì nó hơi bị xước cái gân một tí, chắc là do quá trình người ta đang di chuyển nó bị cọ vào nhau, nhưng mà nó xước một chút thế thôi, nhưng mà nó đánh hoàn toàn bình thường quý vị nhé, hoàn toàn hoạt động bình thường nhé. Có thể là do quá trình vận chuyển hoặc là do để ngoài bãi nó bị cọ sát gì đó, nó hơi xước một chút cái gân ở đây thôi, không ảnh hưởng gì nhé. Và anh vẫn tốt tiếng nhé. Đây, con này đèn đóm đầy đủ, hãy tắt đi bật lên được nhé, rất hay. Đây, cái đường vào của nó thì chúng ta có thể thấy là nó có hỗ trợ khá nhiều đường vào nhé, đặc biệt là cái đường vào USB này. Đường vào USB này là nó sẽ hỗ trợ chúng ta để cắm sóc cọc cho máy tính nhé. Sóc cọc máy tính như thế nào thì quý vị tìm hiểu thêm cho em nhé. Ở đây chủ yếu bên em bán cho quý vị là cái chức năng điện thoại nhé, chức năng điện thoại này và chức năng quang này, chức năng điện thoại nhé. Đây, con này thì có cả optical in này, optical in ở đây nó chính là đường quang nhé, OPT đấy, đấy OPT in. Quý vị có thể thấy đây là loa hai cầu tiếng, là hai cầu tiếng nhé. Tức là dây bát riêng và dây tép riêng hoàn toàn nhé. Hai cái công suất ở đằng sau đấy sẽ chạy bát riêng và tép riêng nhé. Nó cho tiếng nó chi tiết và nó mạnh hơn rất nhiều những cái dòng loa khác nhé. Đấy. Rất nhiều những dòng loa khác mà tiếng nó không thể hay bằng con này. Đây, con này là con BM37. BM37. Đấy. Giải cao của nó 15W, là giải trầm là 35W nhé, tổng công suất là 50W đấy, là bột loa nhé. Chúng ta nghe trong phòng ngủ thì rất tuyệt vời, nghe theo nó bình tĩnh rất tốt nhé. Thì đây em vừa mới test xong những quý vị cái đường quang nhé, con này có cả đường quang nhé, đây rồi nó có cả đường AUX này đấy. Đấy, đường này đường điện thoại để cắm này, bụi kêu còn gặp đấy. Nhau đây điện thoại cắm đây nhá. Đấy, nhé. Em cắm điện thoại đây nhé. Đấy, con này là có cả đường quang, đường điện thoại nhé. Thậm chí là quý vị là ai sử dụng máy tính thì có thể cắm cổng sóc cả. Nó hay hơn rất nhiều nữa. Âm thanh gần như là bằng cả CD luôn. Chơi nào mà không xanh. Cái này bên em test chủ yếu là test cái đường áo có cả đường quang quý vị nhé. Thì em thấy nó có đường quang nó chạy thì em test tốt thì đường quang thôi. Đây còn cả CD này, em ơi ngồi đây thương bóng thương hình, thử luôn cho quý vị xem là cái phần đĩa này có chạy không. Nhưng em cũng xin lưu ý là bên em bán là bán công suất là chính nhá. Nó có cả đèn nhấp nháy để nhìn rất đẹp cả quý vị. Đèn rất đẹp nha. Rất tuyệt vời nhé. Đấy, như vậy là con này đến cả CD cũng hoàn hảo nhé. Đấy. Hàng về không gây căng quý vị nhé. Hàng về không gây căng. Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Bộ này thì có cả đường quang, có cả đường điện thoại này, bình thường là chắc là phải bán khoảng 1,5 triệu cả đấy, nhưng mà ở đây thì bên em bán cho quý vị cái giá để quý vị lấy hàng nhé, thì là để cho quý vị với giá là 1,250,000 đồng, 1,250,000 đồng. Vì cái thiếu căng nên là em phải bớt, còn đâu không bình thường là phải bán 1,5 triệu rồi, mà vì nó có hai cái căng không có thì em bán cho quý vị nhé là 1,250,000 đồng. Quý vị ai có nhu cầu mua hàng nên liên hệ bên em theo số điện thoại 0966 594581 quý vị nhé. Đầy đủ đường quang, đường ống,
Đấy. Thậm chí là đến CD nó cũng chạy luôn. Đấy. Nhưng mà ở đây em test thêm được quý vị thôi nhé. Để mọi thông tin chi tiết liên hệ với em theo số điện thoại là 0966 54581 giúp em nhé. Em xin chào mọi người và đừng quên đăng ký kênh của bên em nhé. Đừng quên đăng ký kênh của bên em để cập nhật thêm những sản phẩm mới nhất nhé. Và em xin chào mọi người.